Quảng là huyện nghèo vùng cao biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 33% trên toàn huyện. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn vất vả. Được sự quan tâm của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trường mầm non Park Pó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng được đầu tư xây dựng mới và khánh thành đầy đủ khang trang. Ước mơ con chữ được đủ đầy, mẹ lên dãy, em đến trường, ánh sáng văn hóa, văn minh được bản làng hòa vui trong tiếng hát. Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên dãy, em đến trường, cùng đàn chim hòa vang tiếng hát. Hạt sương long lanh nhẹ thấm trên vai, nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười, đưa em vào đời đẹp những ước mơ, đưa em vào đời đẹp những ước mơ. Chỉ ông mặt trời đi ngủ, mẹ đến lớp bên anh đèn, bạn làng em rộn vang tiếng hát. Mẹ viết trang đầu, vầng trăng lên cao trong sáng một màu. Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đong đầy. Niềm tin bao la mẹ viết trang đầu, vầng trăng lên cao trong sáng một màu. Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đông đầy. Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đông đầy. Không ai bị bỏ lại phía sau. Đó là định hướng và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi về thăm và làm việc với tỉnh Cao Bằng. Trên mặt trận văn hóa, những em thơ và đồng bào đang ngày đêm mong ngóng ánh sáng tri thức đến từ những người giáo viên nhân dân nơi miền xuôi cõng chữ về bản để xua đi sự u tối và giá lạnh trong tâm hồn. Hiện tại là nguyên khí của quốc gia, những mầm non hạt giống của tổ quốc được thắp sáng ước mơ, thanh xuân tươi đẹp đầy khát vọng. Xin cảm ơn thầy cô như những đóa hoa rừng tỏa ngát sắc hương, và đàn em thơ như những sắc hồng vương nắng bay cao. Em cõng chữ từ miền xuôi về bản, băng rừng vượt ngàn dốc đá treo leo, mưa chát nắng gắt không sờn, dương răng heo hún đại ngàn nón cao. Em là cô giáo miền xuôi, lên ương cây chữ sáng ngời bản cao. Em gieo hạt giống cho đời, thanh xuân gửi lại bản làng. Chiến lược đặc biệt quan trọng là phên rậu và lá phổi của tổ quốc, là cửa ngõ phía tây và phía bắc của quốc gia.
những dự án, những công trình trọng điểm đã được triển khai nhằm mục đích phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh được hiện thực hóa, đó là huyết mạch để nuôi sống những ước mơ, những khát vọng cháy bỏng của bao thế hệ. Vì một Việt Nam hùng cường thịnh vượng, Cao Bằng phải cao bằng những tỉnh tốt nhất là Cao Bằng vượt mức, cao không ai bằng. Chuyện là có tin vui từ miền xuôi đem về, vượt nghìn trùng ngọn sóng cao, bao đỉnh đèo gió hú, hằng mơ ấm hồ, chim cung muốn ca vàng, xuôi reo rừng hát, hát cười khoe bản làng. Đường mới có rồi, từ Đồng Đăng nối qua Trà Lĩnh, hầm xuyên núi đào, giọt nước mắt nghẹn trong tiếng cười, cho em thơ khung trời mơ ước, cho cụ già đôi mắt long lanh. Anh chạy xuống chờ tìm em nhưng chưa kịp thấy, tin về đến chờ xa rực xây trên môi tiếng chào. Anh chạy lên non cao đầu ngủ ngon bán giống, lấy Phật tích chúc lâm ứng nghiệm mong cầu. Tình 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 tang, đàn tiếng ai vang bên bờ khe suối, như từ khối nằm tiếng người còn vang. Cao Bằng vượt mức cao không ai bằng, Cao Bằng vượt mức cao không ai bằng. Vì một dấu chân Việt Nam, vì một dấu chân Việt Nam, vì một dấu chân.